thì tất cả những cái tín hiệu mà mình chưa vừa mới chia sẻ cho các bạn đều là những cái tín hiệu mà khá là lâu rồi chúng ta mới xuất hiện ở trên khung tuần của bitcoin và nó đều cho thấy rằng là bitcoin hoàn toàn là sẽ có thể có uh, tiếp tục cái sóng hồi lần này và sóng hồi lần này sẽ là cái sóng hồi rất là mạnh <laughs> xin chào tất cả mọi người chào mừng mọi người đã đến với ngày hôm nay thì ở trong cái video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn những cái diễn biến mới nhất ở trên cái chặt đồ thị của Bitcoin và hiện tại thì đang có một số những cái dấu hiệu rất là đáng chú ý và các bạn sẽ cần phải quan tâm để các bạn có cái kế hoạch phù hợp ở trong cái thời gian tới đúng không ạ? Và ở phần cuối của video thì mình sẽ review cho các bạn một số những cái lệnh mà mình đã đánh cũng như là mình đã chia sẻ với mọi người ở trong những cái ngày vừa qua. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đến với phân tích cái xu hướng của Bitcoin ở trên khung weekly trước thì ở trên khung weekly mình thấy là có một vài những cái dấu hiệu rất là đáng chú ý mà các bạn sẽ cần phải quan tâm. Bởi vì cái khu weekly luôn luôn là cái khung mà cho chúng ta một cái nhìn nó tương đối là dài hạn đối với Bitcoin nó không quá dài nhưng mà nó sẽ có thể là trong một vài tháng tới cái xu hướng nó như thế nào thì ở trên khung khu weekly nó sẽ thể hiện tương đối là rõ ràng. Thì ở trên khung weekly hiện tại đang có một cái tín hiệu mà các bạn sẽ cần phải quan tâm đó là cái tín hiệu giao cắt giữa hai cái đường EMA 21 và EMA 9 thì đây là hai cái đường trung bình mà các bạn đều biết là nó có cái vai trò rất là quan trọng đối với một cái xu hướng dài hạn của Bitcoin đúng không ạ và cái tín hiệu đường trung bình ngắn hạn vượt lên trên đường trung bình dài hạn nó là cái tín hiệu về luyết cho rằng là sẽ có một cái dấu hiệu phục hồi ở trên cái trạng cổ thị của Bitcoin và cái lần gần nhất mà chúng ta đang xảy ra cái điều này đó là vào tầm khoảng tháng 5 năm 2020 tức là cách đây hơn một năm rồi trước cả cái đợt bull run ở trong thời gian cuối 2010 đầu 2011 bắt đầu đó tuy nhiên thì các bạn cũng cần phải lưu ý là hiện tại thì hai cái đường EMA này mặc dù là nó đang tiến khá là sát vào nhau nhưng mà cái tín hiệu giao cắt thì nó thực sự là nó chưa diễn ra đó thế nên là chúng ta phải xem xét xem là những cái nến tuần sắp tới nó đóng như thế nào thì chúng ta mới có thể đưa ra được cái kết luận chứ chúng ta chưa nên kết luận vội vàng thì đó chính là cái dấu hiệu mà các bạn sẽ cần phải quan tâm trong những cái tuần tới. Đúng không ạ? Các bạn hãy nốt lại. Ngoài ngoài ra ở trên khung tuần thì chúng ta cũng có những cái tín hiệu mà cũng khá là lâu rồi mới xuất hiện. Đó chính là đến từ cái chỉ báo Stochastic và kể cả, cả chỉ báo MACD nữa. Thì đầu tiên là với cái chỉ báo Stochastic thì kể từ tháng 9 năm 2020 thì tức là phải khoảng gần một năm trở lại đây rồi thì cái tín hiệu giao cắt của cái đồ thị này nó mới xuất hiện và stock RSI thì mới rời khỏi cái khu vực quá bán. Và bên cạnh đó thì các bạn có thể nhìn thấy là cái tín hiệu giao cắt sắp xuất hiện ở trên cái đồ thị của MACD đúng không ạ? Và cái lần gần nhất mà chúng ta có được cái tín hiệu này nó là khoảng tháng 10 năm 2020. Và cái khoảng cách giữa hai cái đường đồ thị của chỉ báo này cũng đang rất là gần nhau và có thể là khi mà thanh đến tuần này đóng thì cái tín hiệu này nó sẽ được hoàn thiện. Và bên cạnh đó thì có một cái cấu trúc tăng trưởng nó vẫn đang được duy trì rất là tốt đó là trên cái chỉ báo RSI thì chỉ báo RSI cũng đã xác nhận là cái xu hướng đáy mới cao hơn đáy cũ và đang tiến qua cái mức 50. thì tất cả những cái tín hiệu mà mình chưa vừa mới chia sẻ cho các bạn đều là những cái tín hiệu mà khá là lâu rồi chúng ta mới xuất hiện ở trên khung tuần của Bitcoin và nó đều cho thấy rằng là Bitcoin hoàn toàn là sẽ có thể có tiếp tục cái sóng hồi lần này và sóng hồi lần này sẽ là cái sóng hồi rất là mạnh và theo như mình đã nhận định với các bạn ở trong cái video phân tích gần nhất là video số 506 thì cái mục tiêu ngắn hạn của Bitcoin trong cái đợt tăng trưởng lần này mình nghĩ rằng là sẽ hướng tới cái khu vực 50.000 đô Và cái phục này nó cũng là cái khu vực của cái đường Fibo 0.5 của cái giải băng tăng trưởng Logarit Sau khi mà phá vỡ qua cái đường kháng cự IMA21 thì Bitcoin đang có một cái đà tăng rất là tốt và chạm đến sắp chạm đến được cái cái mốc target này Và mình nghĩ rằng đây sẽ là một cái mức kháng cự rất là cứng đối với Bitcoin bởi vì đồ thị giá nó đã đảo chiều rất là nhiều lần tại cái khu vực này và sau khi mà đồ thị chạm vào cái khu vực 50.000 đô thì chúng ta sẽ phải chờ đợi xem là cái phản ứng của giá đối với cả cái vùng kháng cự này nó là như thế nào thì mà thì chúng ta mới có thể uh, xác định được cái xu hướng tiếp theo của Bitcoin. Nếu mà đồ thị giá hình thành nằm trên đường Fibonacci 0.5 thì đây sẽ là cái tín hiệu cho rằng là sóng Bitcoin sẽ có thể tiếp tục là cái sóng tăng của Bitcoin sẽ tiếp tục được được duy trì. Uh, tuy nhiên thì nếu như mà đồ thị nó retest lại cái khu vực này mà thất bại thì khả năng là giá nó sẽ xảy ra cái sự uh, đảo chiều và cái sự đảo chiều này nó sẽ là đảo chiều của cả cái xu hướng đó là lý do tại sao mà ở trong cái video trước mình đã đưa ra cho các bạn lời khuyên đó là khi mà giá chạm gần đến cái khu vực 50.000 đô thì cũng là lúc mà các bạn nên chốt lời một phần lợi nhuận của các bạn nếu như các bạn đang nắm à, giữ à, Bitcoin và bản thân mình cũng như vậy. Chúng ta sẽ chờ xem là cái tín hiệu tiếp theo nó như thế nào. Nếu mà kể cả Bitcoin mà nó có phá qua được cái mốc 50.000 đô thì sau đó chúng ta nhận định lại và chúng ta vào lệnh nó cũng à, chưa muộn. Thì mình thấy rằng cái vùng 50.000 đô là vùng khá là là nhạy cảm. Và trong cái đợt tăng giá vừa rồi khi mà nó hồi lên được từ vùng 29 ngàn lên vùng 50 ngàn thì nó cũng là một cái khoảng hồi tương đối là lớn rồi Thế nên là đối với bản thân mình thì mình sẽ thận trọng là mình sẽ thoát bớt một số những cái đồng coin mà mình đang đang giao dịch Gọi là trade, 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 swing trading trade ngắn hạn ra và mình sẽ chờ đợi xem là cái phản ứng giá của Bitcoin tại khu vực đó là như thế nào Thì mình sẽ có cái kế hoạch tiếp theo Đó là trên khung tuần ở trên khung Daily <laughs> Thì ở trên khung D1 nếu như các bạn quan sát kỹ thì thay vì Bitcoin nó điều chỉnh về cái vùng 42 ngàn thì giá của Bitcoin lại có một cái lực tăng rất là mạnh và thủng qua được cái khu vực 45.000, đây là khu vực rất là cứng. Đồng thời nó cũng là cái đường MA 200. Đó, và cái phản ứng của Bitcoin sau khi mà vượt lên trên cái mức 45.000 rất đáng để chúng ta chờ đợi. Các bạn có thể xem lại là cái phản ứng của đồ thị giá khi mà test lại cái khu vực 45.000 trong tháng 2 năm 2021. Thì đồ thị giá nó đã có hai lần đưa ra cái tín hiệu test lại cái mức hỗ trợ này. Lần đầu tiên là sau khi mà Bitcoin phá vỡ được cái mức kháng cự 45.000 và có cái tín hiệu là xác nhận lại. Và sau khi Bitcoin rút sâu tại vùng giá này thì đồ thị giá nó đã có một cái nhịp tăng khoảng 30%. Đó tiếp tục là với cả cái lần test vào khoảng cuối tháng 2 thì đồ thị giá của Bitcoin nó đã có một cái sóng tăng rất là mạnh và với cái tỷ lệ đang tăng trưởng lên tới là 37%. Và một trong những cái tín hiệu rất là quan trọng ủng hộ rằng là Bitcoin hoàn toàn có thể tiếp tục cái đà hồi phục này. Đó là cái tín hiệu buy nó bắt đầu xuất hiện ở trên cái chỉ báo histogram thì cái chỉ báo này là cái chỉ báo mình cũng đã có chia sẻ cho các bạn riêng về ở trong một cái video trước rồi các bạn nào mà chưa hiểu các bạn có thể xem lại cái cái video đó để các bạn nắm rõ hơn về lý thuyết đúng không ạ thì cái chỉ báo này hiện tại nó đã hoàn thành được ba chu kỳ của cái đợt giảm giá và cái vòng màu xanh dương à, bắt đầu xuất hiện báo hiệu đây là một cái thời điểm mà giá sẽ có thể chuẩn bị là hồi phục à, trong quá khứ thì mỗi một cái lần mà tín hiệu bay màu xanh dương xuất hiện thì giá nó đều có được cái sự tăng trưởng rất là ấn tượng và cũng khoảng gần một năm rồi thì cái tín hiệu bay màu xanh dương này nó mới xuất hiện ở trên đồ thị của cái chỉ báo Hash Ribbon. Như vậy là các bạn có thể thấy là kể cả trên khung tuần hay trên khung ngày thì nó đang đều có những cái dấu hiệu tương đối là là tích cực ủng hộ cho cái việc là cái đà hồi phục nó sẽ có thể là tiếp tục nó được duy trì. Tuy nhiên thì các bạn cũng sẽ cần phải lưu ý về một cái khả năng là Bitcoin sẽ có một cái nhịp điều chỉnh ở trong một vài những cái ngày tới. Và bởi vì sao mình nói như vậy vì chúng ta đã xuất hiện cái tín hiệu phân kỳ giảm ở trên một số những cái chỉ báo như là Stock RSC và RSI ở trên khung D1. Đồ thị của Stock RSC thì cũng vừa mới có cái tín hiệu cắt xuống khi mà tiếp cận đến cả cái mức là 80. Và đây là tín hiệu cho thấy rằng là trong ngắn hạn chúng ta hoàn toàn là có thể sẽ xảy ra được cái sự điều chỉnh. Và trong trường hợp này thì khu vực tầm khoảng 42.000 đô sẽ là cái vùng quan trọng mà mình kỳ vọng là giá nó sẽ được đỡ được tốt tại đây và sau đó nó sẽ Uh, quay trở lại cái Đà tăng chiều và hướng đến cái target là 5.000 đô thì mình vừa mới chia sẻ cho mọi người. Ok thì đó là cái những cái xu hướng mà mình cho rằng là trong những ngày tới nó có thể xảy ra và và uh, chi tiết nếu như có bất cứ cái sự cái sự thay đổi nào mình sẽ uh, có cập nhật ở trên cái nhóm Telegram uh, cho mọi người, đúng không ạ? Thì uh, ở cái phần cuối của video này thì mình sẽ review cho các bạn một số những cái lệnh mà mình đã uh, giao dịch trong những cái ngày uh, vừa qua, đặc biệt là với cả đồng Bit. Thì đầu tiên là mình chỉ muốn chia sẻ với các bạn là cái tín hiệu long của đầu Bitcoin mình chia sẻ vào chiều ngày 9 tháng 8. À, thì tại sao mình lại đưa ra cái tín hiệu long ở cái thời điểm đó? Thì ở trên khung H4 thì các bạn có thể thấy là cái đồ thị giá của Bitcoin ở thời điểm đó nó có một cái nhịp điều chỉnh để mà test lại cái đường trung bình MA20. Phản ứng ở đây nó rất là tốt bởi vì nến nó rút dâu khi mà chạm đến cái đường hỗ trợ này và sau đó nó bật lên thì nó xác nhận rằng là cái vùng M20 nó là một cái đường hỗ trợ khá là cứng à, thêm vào đó thì cái tín hiệu giao cắt của hai cái đường phần trăm K phần trăm D nó cũng đã xuất hiện ở trên cái chỉ số là stochastic nó ủng hộ thêm về cái khả năng tăng giá của Bitcoin à, tương tự thì ở trên cái chỉ báo CCI nó cũng đang xuất hiện những cái dấu hiệu là đó là cái chỉ báo nó đang dốc lên trên và tiếp cận đến cái mức quá mua sau khi mình đưa ra cái lệnh long này mình đã quyết định là gồng lại với cái lệnh này và bây giờ thì mình thấy là cái quyết định này rất là lý bởi vì cái lệnh long này nó trùng với cả cái thời điểm mà cái sóng tăng của Bitcoin nó phá vỡ qua được cái vùng kháng cự cứng 45.000 và thường thường khi mà phá vỡ qua được một cái vùng kháng cự cứng như vậy thì cái sóng tăng nó sẽ uh, tiếp tục được uh, duy trì và đó là lý do tại sao mà mình uh, hầu cái lệnh long này và cái lệnh này thì mình đã có cái lệnh win rất là tốt uh, với cả cái lệnh ngày hôm đó cái lệnh tiếp theo mình muốn chia sẻ với mọi người đó là cái lệnh short của đồng uh, ETH thì uh, sáng ngày mùng 10 thì mình có đưa cho mọi người một cái tín hiệu là short ở cái mức là 3.124 và 3.188 với cái đo bẩy chỉ là x5 mà thôi một mức nó nổi khá là nhỏ khi mà đưa ra cái tín hiệu này thì mình có quan sát thấy là cái đồ thị của ETH nó vừa có cái tín hiệu test lại cái khu vực khá cự là 3.164 uh, và khi mà chúng ta nhìn vào cái phản ứng của đồ thị giá trước đó tại khu vực này thì các bạn có thể thấy là đây là một cái mức kháng cự tạm thời trong ngắn hạn và ba cái thanh nến gần nhất của ETH đều có cái giá đóng cửa nằm bên dưới cái khu vực kháng cự này. À, chính vì vậy mà sau khi mà test lại cái vùng 3165 ấy thì đồ thị của ETH nó sẽ có thể là có những cái nhịp điều chỉnh và cái vùng hỗ trợ gần nhất à, với đồ thị giá đó chính là cái đường M20. Trên những cái chỉ báo như Stock thì đường phần trăm K nó đã cắt xuống dưới cái đường phần trăm D nó cũng góp phần xác nhận thêm về cái xuống mà mình đã đã nhận định. Và sau khi khớp lệnh thì ETH nó cũng đã giảm giá như mình dự đoán và đến buổi trưa thì lệnh này đã bắt có bắt đầu có lãi và cái mức lợi nhuận là rất là ok đây là một cái lệnh nữa mà mình cho rằng là mình đã chốt rất là hợp lý bởi vì đến chiều thì giá nó lại có cái sự đảo chiều khi mà nó chạm vào cái khu vực ma20 trong cái thời điểm mà thị trường nó đang có những cái phản ứng như vậy với cả những cái đường kháng cự hỗ trợ thì có một cái giải pháp an toàn là chúng ta có thể chốt lãi ngay khi có thể nó sẽ là một cái quyết định mình nghĩ là tương đối hợp lý và cuối cùng thì các bạn có thể thấy là ở trong cái ngày hôm nay thì mình sử dụng cái chạc đô thị của sàn Ascendex, cái chart đồ thị của Ascendex Ascend các bạn có thể thấy là hiển thị tương đối giống so với cả trên TradingView và thậm chí là họ còn cho phép các bạn cài đặt nhiều hơn ba cái công cụ chỉ báo ở trên một đô thị. Thế nên là các bạn hoàn toàn có thể sử dụng những cái giao diện của cái sàn này để các bạn có thể phân tích và cũng như là trước khi đặt lệnh bởi vì bên trên TradingView thì các bạn phải có cái tài khoản Pro để các bạn mới có thể làm cái điều này. Đúng không? Thì nó cũng khá là thuận tiện. Và ở trong cái khoảng thời gian này thì sàn Ascendex họ đang có một cái À, chương trình bonus lên tới là 330 USDT nếu như các bạn đăng ký. Thì mình nghĩ rằng đây là cái chương trình tương đối là hay với cả cái mức bonus cũng không phải là nhỏ. Đó à, thì các bạn hoàn toàn có thể sử dụng cái phần bonus này với nhiều cái mục đích khác nhau. Cụ thể như thế nào thì mình đã có làm cái video hướng dẫn mọi người và cái đường link thì mình sẽ để ở bên dưới cái phần mô tả của video. Nếu như các bạn có những cái thắc mắc gì về cái chương trình này, các bạn có thể liên hệ trực tiếp với các admin để được giải đáp đúng không ạ? Ok thì đó là tất cả những cái thông tin mà mình muốn chia sẻ với các bạn ở trong cái ngày hôm nay. À, trong thời gian tới nếu như mà thị trường có bất cứ những cái biến động nào mình sẽ cập nhật ngay cho mọi người thì mọi người hãy nhớ nhấn nút đăng ký kênh và nhấn hình quả chuông ở bên cạnh để không bỏ lỡ bất cứ thông tin nào à, xin chào và hẹn gặp lại các bạn